Em Hoàng Nhung xin kính chào quý cô, chú, anh, chị và các bạn Rất vui vì được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay Ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh, chị và các bạn Một chiếc xe mang thương hiệu Trek, một thương hiệu rất là nổi tiếng Một em tay ngang Xe thì được trang bị bộ group Shimano 105R7000 full carbon và chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Bác nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0989 668 195 hoặc nhắn tin Zalo cho em. Bác nào ở gần em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng nằm ngay mặt đường quốc lộ 5 rất là dễ lần. Và cửa hàng thì rất hân hạnh được đón tiếp các bác còn bây giờ thì em cũng xin phép được gì view chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. cửa hàng em thì có ship code toàn quốc tất cả các đơn hàng thì em đều bao ship cho các bác và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. nhìn tổng thể thì chiếc xe này cũng còn rất chi là mới. xe về như nào là em trả các bác như vậy có bị lỗi hay bị cháy sức gì em cũng sẽ báo ngay ở trong video để cho các bác được rõ nhé. Trước tiên thì em đo phần khung sườn để cho các bác nhìn ạ. Xe thì có size giống ngang là 53. Dòng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên. Nếu mà đo lên trên phần khóa in thì là 41 các bác nhé. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được hàng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng rồi. Cả về hình thức, chất lượng và giá cả nên là các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng thì em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe khi ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn sách tay từ Nhật về các bác nhé. Sirano 105 R7000. OC là V400 các bác nhé. Full carbon. Màu sơn thì cũng rất là đẹp. Gầm xe thì còn nguyên tem mắc đầy đủ theo xe các bác nhé. Không bị cháy sức gì. Các bác nhớ đăng ký kênh, bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. bi đan cũng nguyên bản theo xe các bác nhé, cọc yên là carbon các bác nhé, vành là vành bontrager, vành carbon Phanh sau thì cũng còn rất là mới ạ Và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo Giá của chiếc xe này là 46 triệu Cửa hàng em thì có bao ship và ship code toàn quốc cho các bác nhé Bác nào mà thích cái dòng xe này Phù hợp với size số của mình Phù hợp với tài chính của mình Thì cứ nhấc máy lên và alo ngay cho cửa hàng Để cửa hàng tư vấn cụ thể hơn cho các bác Và cửa hàng em thì hàng về liên tục Bác nào mà thích cái dòng xe nào sai số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền Thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho cửa hàng theo số 0989668195 ạ Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác Và phù hợp nhất với các bác có thể ạ Yên cũng đồng bộ vào nguyên bản theo xe các bác nhé Không bị chảy sức gì đâu ạ Ghi đông carbon Một chiếc uh, Check Tay ngang Full carbon Rất là đẹp Đồng hồ uh, Bonchagger các bác nhé Đồng hồ nguyên bản theo xe luôn cung sườn thì em chưa thấy một gân gận chảy xước nào chất xe thì cũng cực đẹp luôn phanh trước cũng khá là mới các bác nhé vành là vành bon charger. lốp là lốp bon các bác nhé mai ở trước bontrager tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe hết ạ à. màu sơn thì cũng rất là đẹp các bác nhá màu sơn màu tem thì anh tím các bác nhá em mà quay trong nhà như thế thôi chưa ra ngoài nhìn nó rõ luôn ạ Đùi đĩa Shimano 105 có hai tầng đĩa tầng ngoài 50 răng và tầng trong là 34 răng các bác nhé độ mới thì cũng rất là cao cũng rất là mới và rất là bóng luôn đấy ạ đề lip Shimano 105 tất cả đều đồng bộ vào nguyên bản theo xe Đấy, các bác nhìn cái răng của cái clip cũng rất là mới nhé vành bon lốp bon charger. đấy các bác nhìn thấy chưa ạ 700 x 128 Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc check tay ngang. Màu sơn những rất là đẹp, xe thì được trang bị bộ group Shimano 105R7000 full carbon. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.